Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì nhưng hoạt động không mạnh. Bắc Bộ trong sáng nay còn có mưa. Đến trưa và chiều thì mưa giảm dần, trời chuyển nắng. Tuy nhiên, cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc có tăng nhưng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn Tây Bắc Bộ đều có chung mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Dự báo trong tối và đêm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại với lượng mưa từ 20 đến 50mm. Trong ngày hôm nay, miền Trung không còn chịu tác động của trường gió phân kỳ nên trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không còn gắt. Mức nhiệt ngày hôm nay cũng giảm đi nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm còn 32 đến 34 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trưa và đầu giờ chiều thì có nắng nóng nhưng không gắt, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Còn ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Về chiều tối và tối nay, ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng như là khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau những cơn mưa đêm qua thì lúc này về cơ bản mưa đều đã dứt ở cả Tây Nguyên cũng như là ở các tỉnh thành Nam Bộ. Dự báo trạng thái tạnh giáo này ở các tỉnh phía Nam sẽ duy trì được trong buổi sáng. Đến gần trưa, một số nơi sẽ bắt đầu xuất hiện mây dông và gây mưa. Sau đó từ chiều trở đi thì cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa dông trên diện rộng. Cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vì thế, ngoài nguy cơ phát sinh lốc sét và gió giật thì khả năng cao người dân còn phải đối diện với nguy cơ ngập úng. Do vẫn còn có mưa nhiều nên nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay ít thay đổi. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Trên biển trong ngày hôm nay, ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo.